chào quý vị khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lam Đồng. Thưa bà con, Việt Nam cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ là những nước đã nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo. Những năm gần đây, nhiều sản phẩm đông trùng hạ thảo Việt Nam lần lượt ra đời đã nhận được sự ưa chuộng ở thị trường trong nước cũng như trên thế giới nhờ vào chất lượng tốt và có sự đa dạng về hình thức và mức giá. Trong một chuyện nhà nông ở phần cuối chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện về một doanh nghiệp tại Lam Đồng thành công với sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo nuôi trồng trên thân nhộng tầm địa phương. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Lâm Đồng xây dựng một môi trường sản xuất bền vững thông qua việc áp dụng nhiều giải pháp canh tác mới và thực hiện các giải pháp để quản lý và bảo vệ môi trường nông thôn. Đã có 100% xã của tỉnh Lâm Đồng đạt tiêu chí về điện theo chương trình nông thôn mới. Người nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long thua lỗ vì giá đang xuống thấp kỷ lục. Con số hôm nay, nông sản xuất sang Trung Quốc giảm mạnh. Chuyện nhà nông nuôi cấy thành công đông trùng hạ thảo trên thân nhộng tầm. Mở đầu chương trình hôm nay như thường lệ sẽ là những thông tin sản xuất đáng chú ý được chúng tôi cập nhật từ tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý bà con, nhằm xây dựng một môi trường sản xuất bền vững, bên cạnh việc khuyến khích áp dụng nhiều giải pháp canh tác mới, tỉnh Lâm Đồng còn tập trung nhiều giải pháp để quản lý và bảo vệ môi trường nông thôn. Theo đó, bên cạnh việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, vận hành hệ thống xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, ngành nông nghiệp Lâm Đồng còn tập trung mở rộng mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, vận động khuyến cáo nhân dân ứng dụng công nghệ cao, sử dụng các sản phẩm sinh học, quản lý dịch hại tổng hợp, v.v. Trong chăn nuôi, ngành nông nghiệp đã mở rộng các mô hình xử lý môi trường, làm hầm biogas theo công nghệ mới, thực hiện quy hoạch các vùng, các điểm chăn nuôi tập trung xa khu dân cư nhằm không gây ảnh hưởng môi trường. Vận động hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện thường xuyên vệ sinh chuồng trại, vệ sinh môi trường xung quanh thông qua vệ sinh tiêu độc khử trùng, xây dựng chuồng trại kiểu mới, xây tường cách ly, xây các hố xử lý chất thải rắn. Thưa quý bà con, để nâng cao chất lượng và giá trị nông sản cung ứng cho thị trường, bên cạnh việc tăng cường áp dụng nhiều kỹ thuật canh tác tiên tiến, ngành nông nghiệp Lâm Đồng còn tập trung đẩy mạnh khâu chế biến nông sản. Hiện, toàn tỉnh có khoảng 1.700 cơ sở sơ chế chế biến các loại nông sản như rau, chè, cà phê, điều. Trong đó, tập trung chủ yếu là lĩnh vực sơ chế chế biến rau, củ, quả, artiso với gần 915 cơ sở. Số còn lại là những đơn vị chuyên sơ chế chế biến chè, cà phê, chế biến thực phẩm có nguồn gốc từ động vật như sữa, mật ong. Hiện nay, thông qua việc triển khai các chương trình, dự án trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chế biến nông sản, tăng cường chế biến sâu với những kỹ thuật mới nhằm nâng cao giá trị các mặt hàng nông nghiệp địa phương, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, nhất là với những thị trường xuất khẩu. Xin được chuyển đến một thông tin đáng chú ý liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới. Nhằm phục vụ nhu cầu đời sống, tạo điều kiện cho bà con nông dân phát triển sản xuất, nhất là với những diện tích ứng dụng công nghệ cao, các mô hình đầu tư IoT kết nối vạn vật thông qua hệ thống Internet, tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường đầu tư điện nông thôn. Với tổng vốn đầu tư 10 năm qua là 371,2 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung đầu tư xây dựng và cải tạo trên 9.500 km đường dây điện trung và hạ thế, 5.361 trạm biến áp, hệ thống lưới điện nông thôn đảm bảo an toàn, cơ bản cung cấp đủ điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho khu vực nông thôn. Như vậy, nếu so với những quy định mà chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đưa ra, thì 100% các xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt tiêu chí về điện. Liên tục chương trình, người nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long thua lỗ vì giá đang xuống thấp kỷ lục. Con số hôm nay, nông sản xuất sang Trung Quốc giảm mạnh. Chuyện nhà nông, nuôi cấy thành công đông trùng hạ thảo trên thân nhộng tầm. Xin được chuyển đến những thông tin rất đáng chú ý khác liên quan đến hoạt động sản xuất của bà con nông dân các địa phương trên cả nước. Sau một thời gian ổn định ở mức cao, thì hiện nay giá cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long đang xuống thấp kỷ lục, chỉ còn ở mức 18.000 đến 20.000 đồng một ký, giảm 8.000 đồng một ký so với thời điểm đầu năm, khiến cho người nuôi cá tra đứng ngồi không yên. Đây là một thực tế đã được dự báo từ trước, bởi nghề nuôi cá tra, thời gian vừa qua chưa có một sự bảo đảm nào. Người nuôi đa phần chạy theo giá cá, khiến cho điệp khúc trúng mùa rớt giá liên tục tái diễn.
Gắn bó với nghề nuôi cá tra gần 15 năm nay, nhưng chưa bao giờ ông Nguyễn Văn Mừng ở xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang lại có cảm giác thất vọng như hiện nay. Bởi cách đây gần một năm, thấy giá cá tra bắt đầu ổn định, sẵn có ao, gia đình vay tiền để tiếp tục với nghề nuôi cá tra. Hy vọng vụ này trúng sẽ gỡ gạc lại những vụ cá trước. Tuy nhiên, hiện đang thu hoạch một ao cá diện tích 2.200 m² với sản lượng gần 40 tấn, bán với giá chỉ ở mức 20.000 đồng một ký. Tính sơ sơ, ông Mừng lại lỗ gần 120 triệu đồng. Nuôi năm nay là cũng mười mấy năm rồi, thế nào ngay nghề này là chú không bỏ được. Cũng phải gắn là có lời cũng có lỗ. Thì cũng phải gắn cái nghề nghiệp phải múc hầm như vậy là chú phải gắn nuôi hoài. Giá cá 20 bữa nay chú bán hiện giờ này là chú lỗ ký 3.000 đó. Bởi vì do nhân là thức ăn nó là cũng kéo qua cái loại thức ăn thì giá thành nó là giá 11.500. Rồi xây mà nếu ăn bây giờ nó xây bớn 1 kg 2, cho nên là 1.6 rồi đó. Cộng lại tiền con giống bây giờ chú thả con giống bây giờ là tới 3.000 mấy con. Cá tới lứa thu hoạch, bán với giá thấp dẫn đến thua lỗ như ông Mừng xem ra còn chút may mắn. Bởi thực tế hiện nay, giá cá tra giảm thì sức mua cũng giảm mạnh. Nhiều nơi công ty còn không thu mua, hoặc có mua thì việc thanh toán tiền cũng khá chậm, khiến cho người nuôi cá tra hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Theo hạch toán của những hộ nuôi cá tra ở huyện Phụng Hiệp, thì giá thành sản xuất mỗi ký cá tra thương phẩm ở thời điểm hiện nay đã ở mức 23.000 đồng một ký. Chính vì thế, nếu tiếp tục neo cá thì chi phí thức ăn sẽ khiến cho người nuôi càng thua lỗ nặng hơn. Theo ghi nhận riêng tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, nơi trước đây có gần 100 hectare nuôi cá tra, nhưng do đầu ra khá bấp bênh, giá cá không ổn định, nhiều hộ đã treo ao hoặc chỉ nuôi cầm chừng, khiến diện tích nuôi cá tra giảm dần, giờ chỉ còn khoảng 20 hectare. Giá cá tra nguyên liệu giảm thấp nhất trong vòng 10 năm qua, kéo theo cá tra giống cũng rớt giá thê thảm. Theo ghi nhận tại tỉnh Long An, địa phương có tới 3.400 hectare ươm cá tra giống. Hiện nay, hầu hết các hộ ươm cá tra giống tại đây đều rơi vào tình cảnh thua lỗ nặng. Nếu như 3 tháng đầu năm 2019, cá tra giống loại từ 30 đến 40 con một ký có giá dao động khoảng từ 35 đến 45 ngàn đồng mỗi ký, người nuôi có lãi cao thì hiện tại mức giá này liên tục giảm sâu, chỉ còn khoảng 17 đến 20 ngàn đồng mỗi ký. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, người dân ươm cá tra giống đều chịu chung cảnh thua lỗ, thậm chí là nợ nần. Huyện Tân Hưng, địa phương có diện tích ươm cá tra giống lớn nhất tỉnh Long An. Từ khi khởi phát nghề ươm cá tra giống đến nay, có đến 28% số hộ dân thua lỗ vốn với số tiền hơn 40 tỷ đồng, 29% số hộ huề vốn, 43% số hộ có lãi. Trước tình hình trên, một số hộ ươm cá tra giống không hiệu quả đã san lấp đất ao để trở về đất trồng lúa hoặc chuyển đổi sang nuôi trồng các giống thủy sản khác. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin liên quan đến những mô hình sản xuất tiêu biểu. Thời gian gần đây, cây sen của nhiều nông dân huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp bị bệnh thối ngó nên diện tích trồng sen giảm rất nhiều. Nhằm khuyến khích nông dân duy trì diện tích sen và đảm bảo hệ sinh thái môi trường, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã triển khai thực hiện dự án sản xuất an toàn luân canh một vụ lúa, một vụ sen kết hợp với nuôi cá cho các hộ dân. Dự án có 18 hộ tham gia với 22 hectare trồng sen, kết hợp nuôi cá trê vàng, cá lóc và sử dụng phân bón vi sinh. Mỗi hộ được hỗ trợ 9,5 triệu đồng trong thời gian 4 năm. Hiện tại, sen bắt đầu thu hoạch gương bán với giá 13.000 đồng một ký. Sau khi thu hoạch sen và cá, vụ đông xuân, nông dân sẽ luân canh trồng một vụ lúa, một vụ sen kết hợp nuôi cá. Nghiên cứu của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới và nhiều nhà khoa học đã đánh giá mô hình luân canh, lúa, sen và kết hợp nuôi cá, thích ứng trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt là góp phần làm giảm sâu bệnh, tăng độ phì nhiêu cho đồng ruộng nên cũng giảm chi phí canh tác cho cây lúa, mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế, xã hội. Chuyển sang câu chuyện về nuôi tôm, thưa quý bà con, theo các chuyên gia ngành nông nghiệp, mô hình nuôi tôm bằng ao đất trải bạc, dịch bệnh bên ngoài có thể thẩm thấu qua lớp bạc, tác động đến môi trường ao nuôi, gây bất lợi cho tôm nuôi. Trong khi đó, mô hình nuôi tôm trong ao nổi không những kiểm soát được chất lượng nước tốt hơn mà còn giảm đi đáng kể trong quá trình sản xuất. Chính những ưu điểm này mà thời gian gần đây, nhiều hộ nuôi tôm trong tỉnh đã chuyển sang thực hiện mô hình nuôi tôm trong ao nổi. Anh Võ Văn Đỏ ở ấp Cái Đôi, xã Nguyễn Văn Khái, huyện Phú Tân cho biết, cả 3 vụ nuôi trong ao nổi, kết quả đều rất thành công. Tôm đạt năng suất cho lợi nhuận cao bởi chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn so với ao đất trải bạc, nhân công cũng giảm, đặc biệt giảm từ 40 đến 50% lượng điện tiêu thụ trong quá trình vận hành giàn quạt tạo oxy cho tôm. Lúc trước là một ao 1.000 m2 đây là mình chạy phải 6 giàn quạt, mỗi tháng khoảng 12 đến 15 triệu tiền điện. Nuôi bây giờ làm một này hai ao này cũng là 1.000 m2 nhưng mà mỗi tháng thì đóng khoảng 8 triệu tiền điện. Nó sẽ giảm được khoảng 4-50% tiền giá điện.
Ngoài ra, một trong những ưu điểm của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong ao nổi là không làm xáo trộn đất, có thể xây dựng ao bất cứ thời điểm nào trong năm, đặc biệt tại mỗi ao nuôi có lắp hệ thống quan trắc tự động các yếu tố môi trường, từ đó kiểm soát chất lượng nước được tốt hơn. Theo cái điều kiện của mỗi cái gia đình cũng như cái điều kiện kinh tế cũng như cái đất đai mà cái nuôi chuyển qua cái làm cái ao nổi cho như thế nào, là một là cho cái quản lý môi trường nó thuận lợi, hai là chi phí nó giảm hơn so với ao nuôi truyền thống để nuôi cho nó đạt hiệu quả cao nhất. Chi phí đầu tư thấp, quy trình kỹ thuật nuôi phù hợp với điều kiện và khả năng của nông dân, nên mô hình nuôi tôm trong ao nổi đang được ngành chuyên môn khuyến khích áp dụng và nhân rộng để phần nào giảm bớt chi phí sản xuất trong điều kiện giá tôm nguyên liệu còn bấp bênh như hiện nay. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động, và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. Gạo xuất sang Trung Quốc giảm tới hơn 70% so với cùng kỳ. Không chỉ mặt hàng gạo, theo vụ thị trường châu Á, Thái Bình Dương, Bộ Công Thương cho biết, năm nay nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc bị suy giảm đáng lo ngại. Đứng đầu là gạo giảm hơn 70%, sắn giảm gần 18%, thủy sản giảm gần 10%. Nhiều mặt hàng rau quả tươi vốn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thị trường này cũng sụt giảm rất mạnh. Nguyên nhân do phía Trung Quốc đang muốn tăng cường giám sát hoạt động thương mại tiểu ngạch về nông sản. Rất có thể tới đây, một số cửa khẩu của Trung Quốc sẽ đóng cửa một thời gian, ngừng giao thương nông sản để chấn chỉnh các quy định, thì sẽ ảnh hưởng đến tốc độ xuất khẩu các mặt hàng này của Việt Nam. Dự báo thời gian tới, thị trường Trung Quốc vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để cân bằng, các doanh nghiệp nội nên tìm kiếm xúc tiến ở thị trường khác. Nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông. Thưa quý bà con, sản phẩm đông trùng hạ thảo không chỉ được biết đến là một dược liệu quý hiếm, bổ dưỡng mà còn có giá thành khá cao. Tuy nhiên, sau nhiều năm nghiên cứu thử nghiệm, hiện nay công ty Sonbio Đà Lạt với thương hiệu Đà Lạt Neofarm đã đưa ra thị trường sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo nuôi trồng trên thân nhộng tầm địa phương. Trong chuyên mục Chuyện Nhà Nông hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện về sản phẩm mới giàu giá trị này. Nếu như trước đây, đa số dược liệu đông trùng hạ thảo được sử dụng tại Việt Nam đều phải nhập khẩu từ các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan hoặc nhập giống về trồng tại Việt Nam, thì nay những cây dược liệu quý ấy đã được nhân trồng thuần chủng tại Đà Lạt. Tuy vậy, giá thành sản phẩm này vẫn luôn dao động từ 150 đến 300 triệu đồng mỗi ký khô tùy loại. Hiểu được nhu cầu muốn được sử dụng dược liệu quý giá này của người dân, Đà Lạt Neofarm đã không ngừng nghiên cứu và thử nghiệm nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo trên thân nhộng tầm địa phương để giảm giá thành sản phẩm nhưng vẫn giữ nguyên được chất lượng. Đến nay, Đà Lạt Neofarm đã đưa ra thị trường những sản phẩm đông trùng hạ thảo nuôi trên nhộng tầm đầu tiên tại địa phương. Thực tế thì đông trùng hạ thảo của Đà Lạt Neofarm chúng tôi nuôi cấy trên hai quy trình. Thì tới hôm nay thì cái quy trình thứ hai là quy trình nuôi cấy trên con cán tầm á, là nó đang là đạt hiệu quả. Đó là quy trình nuôi cấy của công ty chúng tôi là tận dụng cái nguồn cán tầm địa phương và để nuôi cấy cái đông trùng hạ thảo này. Mỗi tháng Đà Lạt Neofarm thu khoảng 200 đến 300 kg cán tầm tại xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, đưa về mở bỏ lớp cán, lấy nhộng tầm còn sống làm giá thể nuôi nấm trong khoảng thời gian khoảng 3 tháng. Sau đó bắt đầu thu hoạch, cây giống nấm được nhập 100% từ Mỹ, không trải qua lai giống mà tạo rễ ký sinh trực tiếp trên con nhộng tầm trong điều kiện khí hậu đặc trưng của Đà Lạt. Nhờ vậy, sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo Đà Lạt Neofarm vẫn giữ nguyên được dược tính quý hiếm, tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng như nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch, chống lão hóa, tăng khả năng lưu thông máu, ngăn ngừa một số bệnh ung thư hiếm muộn. Hiện nay, sản phẩm đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tầm của Đà Lạt Neofarm đã và đang phân phối trên nhiều thị trường ở các thị thành trong cả nước với giá cả khá cạnh tranh. Tại showroom trưng bày sản phẩm của Đà Lạt Neofarm luôn có đông du khách là học sinh, sinh viên của các trường đại học trong cả nước đến tham quan quy trình sản xuất và chọn mua những món quà về tặng cho người thân. Bữa nay em cảm thấy rất là thú vị, bữa nay em biết được quy trình làm việc. Em mới đầu em nghĩ thì giá nó rất là mắc, nhưng mà sau bữa hôm qua em thấy giá cũng rất là dễ mua, rất là rẻ. Cũng được, không phải là rẻ nhưng giá cũng rất là ok. Mình có thể mua về bồi bổ cơ thể. Nhờ giá thành ổn định, sản phẩm đông trùng hạ thảo nuôi cấy trên thân nhộng tầm địa phương của Đà Lạt Neofarm được nhiều khách hàng đánh giá cao. Sản phẩm mới này đã góp phần tạo sự phong phú về các mặt hàng nông sản của Đà Lạt, Lâm Đồng. Nội dung chia sẻ đáng chú ý trong một chuyện nhà nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTVA@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633 829930. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình ngày mai.